Ê Diệu, cái này là cái gì biết không? Hả? Tiền. Ngửi đi. Ngửi xong chưa? Đi ra ngoài tìm cho anh. Này anh Diệu, uống sữa đi, mẹ bảo là uống sữa đấy. Anh đưa sữa mồm em với em đang bận chơi. Hả? Này, có một bí mật muốn xem không? Đâu anh mở ra xem nào. Đây, anh mở cho. Hôm nay anh chơi hơi bị nhiều đấy. Hổ không gặp mày tưởng Hello Kitty à? Ừ đấy. Thì sao? Làm được gì nhau nào? Anh đừng tưởng em không biết. Anh giấu bài kiểm tra không điểm dưới gầm giường. Bây giờ em sẽ lấy cho mẹ xem luôn đây. Ôi từ từ. Thôi em gái ngu dợn. Thôi để bù đắp anh sẽ mời em đi ăn chân gà được không? Chân gà gì? À, ở đầu phố bên kia kìa, mới mở quán chân gà xào cay Hàn Quốc ngon lắm, đỏ ruộng luôn. Nhìn á, chỉ muốn nuốt nước miếng ưng ực thôi, anh để dành tiền để đi ăn đấy. Nào, bây giờ có mua hay dẫn để đi ăn không? Thôi không được, may cho anh là hôm nay em không thèm chân gà đấy. Rồi đi. Mình là người đầu tiên mở quán chân gà xào cay ở đây nên chắc chắn là sẽ rất đắt hàng. Ê, vào đây ăn chân gà xào cay đi. Vào đây chị ơi. Ui, chân gà xào cay. Anh ơi, báo cho em 3 suất chân gà xào cay với. Nhìn ngon quá anh ạ. Ok em ơi, ngồi yên để anh làm cho. Mà này, ăn 3 suất em có ăn hết được không ơi? Anh yên tâm, em ăn được. Anh làm cho em đi. Anh độc quyền khu này đấy em ơi. Em cứ yên tâm ăn. Hơi bị ngon. Đây, 3 suất anh gộp vào là 1 nhá. Vâng, rồi vừa nhìn thấy cái chân gà của anh bán em đã thèm chảy cả nước miếng rồi này. Em ăn đây. Ai à, chân gà nhìn bắt mắt thật đấy. Dai dai sật sật. Giòn tan đã miệng luôn. Gia vị còn cay cay, ngọt ngọt, cực kỳ cuốn luôn. Ngon như này á, gấp 3 lần này mình cũng ăn được. Còn đúng một cái chân cuối cùng. Công nhận này em gái, ăn khỏe phết nhờ. Bình thường mà anh, món tủ của em mà. Ôi, đúng rồi. Anh người yêu đến. Anh, em đến lâu chưa? Em vừa mới đến được 1 phút ý mà. Thế sao không gọi chân gà mà ăn đi? Thì em đợi anh đến rồi em mới gọi. Anh ơi, cho em một suất chân gà với. Em ăn tiếp à? Em đã ăn đâu, anh nhầm mà. Đây. Đây, một suất của em đây. Vâng, em xin. Ui, chân gà ngon nhỉ, em ăn đi. Dạ vâng, em ăn đây. Anh cũng ăn đi. Ngon rồi. Vâng ạ. Anh cũng ăn đi sao ít nhất. Em ăn này thấy nhiều lắm rồi anh ạ. Chắc em cũng ăn hết nổi một miếng chân này quá à. Ăn nhiều thế, ăn hết gì anh này không? Anh cứ ăn đi ạ. Thôi anh cũng rồi, mình về đi em đi. Anh ơi, hết bao tiền để em trả? Thôi, hôm nay em mời, anh cứ đi ra kia đứng thì em trả tiền cho. Thôi, để anh trả. Thôi, để em trả cho, anh cứ ra kia đi. Thế thôi, để anh ra ngoài kia nhá. Của em hết bao nhiêu tiền hả anh? Của em bù suất là 60.000. Đây, em gửi anh nhá. Rồi, okay, anh xin. Hôm nay không người yêu em mà biết em ăn nhiều em xấu hổ chết. Em đi về đây. Ok, về cẩn thận nhá. Còn gái còn được. Bà mua chân gà bà. Này thằng cháu, dạ, cho bà mời suất chân gà, tí bà đi chợ về và qua mà lấy nhá. Vâng, bà hàng xóm là cháu đúng không? Bà cứ đi đi, cháu sẽ để phần cho bà, tí bà quay lại lấy. Bà đi chợ đây, cứ để phần cho bà ấy nhá. Ê, gặp khách sộp rồi, mua 10 suất thế này, hôm nay hết hàng khỏi phải bán. Em ơi, bán chị suất chân gà rồi. Hôm nay hết rồi chị ơi, thông cảm nhá. Trời, chán thế. Cháu ơi, bán cho ông suất chân gà, về cho thằng cháu. Ông ơi, hôm nay cháu hết chân gà rồi, hẹn ông ngày mai nhá. Ôi chán thế, thấy vẫn còn nhiều mà không để cho một suất được à? Cái này khách đặt hàng hết rồi ông ạ, thôi ông thông cảm giúp cháu. Đành vậy. A few moments later. Thằng cháu, bà về rồi, lấy cho bà chân gà. Đây, 10 suất của bà đây, bà cầm luôn cái mâm này về luôn cũng được bà. Mai mang qua trả cháu cho tiện. Bà lấy một suất thôi mà, bà lấy gì nhiều thế? Hả?
Nãy bà bảo cháu lấy 10 suất mà. Ơ cái thằng này chưa già đã lẫn rồi. Bà tên là 10. Bà hàng xóm mà mày còn không nhớ tên à? Nãy bà bảo là cho bà 10 một suất chân gà. Chứ không phải là bà lấy 10 suất đâu. Ơ kìa bà. Mày còn 9 suất còn lại cho bán cho ai? Thôi. Lấy cho bà một suất bà đi về đây. Lằng nhằng quá. Trời ơi, bán kiểu gì vậy? Đâu chân gà đâu? Đây, đây này, chân gà đây, thấy chưa? Chân gà xào cay Hàn Quốc. Thấy chưa, tao đây anh mời. Ê, ở đây vào đây ăn nè. Anh ơi, cho em một suất chân gà. Không, anh ơi, cho này suất, này một suất xào đủ. Mày giỏi bao tiền anh lắm đấy. Thôi anh ơi, cho em hai suất đi ạ. Ờ, rồi đây, để anh lấy cho. Mày quá có khách rồi. À, em xin nhá. Ui, này ăn đi, nhìn ngon nhá. Vâng. Chân gà mềm. Thơm á. Cảm hơi cay cay nữa chứ. Không nhỡ. Gia vị Hàn Quốc ăn ngon đỉnh của chóp luôn. Trời ơi, nó nóng một tí trong chân gà đã. Bốc xanh bốc đỏ hết cả lên. Không sao, việc gì khó đã có nam ngủ áo lo. Cọ cọ một tí là sạch hết cái mốc ấy mà. Anh ơi mua thêm đi. Tiền đâu mà mua, hết tiền rồi còn đâu nữa. Thôi đi về đi rồi á. Nào có tiền anh lại mời ăn tiếp. Trả anh đi. Mà anh chủ quán đuối húi làm gì ấy kia nhỉ? Úi giời ơi, kệ người ta. Nào đứng ra đây để anh trả tiền. Anh ơi em trả tiền với ạ. Anh làm cái gì kia? Ui, có cái gì đâu em? Của hai đứa hết 30.000 nhá. Này, rõ ràng em thấy anh vừa cọ cọ cái chân gà nhá. Kéo ơi, chân gà bốc xanh bốc đỏ thì còn có cả bọt này. Chả lẽ anh lấy bao bông để cọ à? Cái này là anh đang tẩm ướp gia vị cho nó đậm đà. Không phải, rõ ràng bên cạnh còn có chai nước rửa bát kìa. Xong rồi bên trong chân gà bốc xanh lên nữa chứ. Kéo ơi, kinh quá. Ôi. Anh mà làm thế nhớ em ăn xong bị đau bụng thì sao? Này này, hai chúng mày có mặc áo Tết nhá. Tao lại bảo đau bụng nhở? Bao nhiêu khách hàng nhà tao ăn qua kêu đau bụng đâu. Trời ơi, kiểu này sớm đi viện thôi. Bọn em sẽ quay lại á, báo cáo chính quyền. Quay lại đi anh ạ. Này này, thằng này con, mày có xóa ngay đi không? Bao nhiêu dân xã hội tao quen biết cả đây. Mày mà dám phá chuyện làm ăn của tao nhá, tao về tận nhà mày. Vâng. Nhanh lên. Em xóa. Đây ạ, em xóa rồi ạ. Biến về. À quên, trả tiền suất chân gà vừa nãy. Nhanh lên. Thế bao nhiêu ạ? 100.000. Nhanh lên. Tao bảo là có 15.000 một suất mà bây giờ lại lên 100.000 rồi. Riêng hai chúng mày tao phải lấy 100. Có trả đấy không bảo. Đây em trả. Đi về. Ờ kinh quá. Anh cho em đi ăn chân gà gì vậy? Chân gà bẩn như thế ai mà dám ăn mà. Anh có biết đâu, thấy ông ấy làm bấy biện ra cũng sạch sẽ mà. Ai nghĩ mà lại kinh khủng như thế. Nhưng mà xem có chưa thấy đau bụng nhỉ? Trời ơi, cái đấy chưa chắc nó đã đau ngay đâu. Mà có khi ăn đổ mốc thế sau này nó giống từ ảnh hưởng đến sức khỏe cơ. Ôi mày quá, em chưa bị đau bụng. Thôi em đi chơi đây. Ê, cái con bé này nữa. Nó chưa đau như tí nó đau thì sao? Rồi á, chạy về nhà không kịp thì rớt hết cả ra đường. Ơ, chết rồi. Ôi, sao lại đau bụng? Sao lại đau toàn bụng lên này? Ơ kìa, sao mới đi ra ngoài chưa được một phút đã về rồi? Anh thấy nha, sắp đi ra quần đến nơi rồi. Như vậy là con em mình đã đau bụng rồi. Không biết bao giờ đến lượt mình đây nhở? Sao thế em gái ơi, có ổn không? Em ổn loài lìa em ơi. Một bên phút rồi vẫn chưa xong. Ơ, anh chưa có dấu hiệu gì à? Ui, trời ơi, đấy có khi tại cái chân gà rồi. Anh ăn có 2 miếng còn lại em ăn mà. Thế em bị nặng hơn là đúng rồi. Ui, chết rồi, đầu bụng anh cũng bắt đầu râm ra như thế này. Đợi em một tí. Cho anh rửa xong chưa, nhanh lên. Em làm gì rồi anh ơi, dành không chưa? Đây. Anh phải đòi lại công bằng cho em, đau buồn quá. Rồi, được rồi. Anh cũng cay ông bán chân gà quá đi mất.
để anh nghĩ cách xử lý. Ông bán chân gà đầu gấu như thế, làm sao mà mình có thể đối phó theo cách bình thường được. Mình phải nghĩ ra tuyệt chiêu thì mới có thể bắt tại trận ông này được. À, được rồi, mình đã nghĩ ra cách. The next day. Hả? Này, cái thằng ăn xin kìa, sao mày lại ngồi trước quán của tao này? Anh ơi, anh cho em ngồi nhờ một tí à? Tại em cũng không biết ngồi đâu cả. Mày ngồi đây để đuổi hết khách nhà tao. Ui, biết. Anh ơi, anh cho em ngồi nhờ đi à? Em xin được bao nhiêu em sẽ chia cho anh một nửa. Cũng được, tao thì tao cũng có tính thương người. Thôi rồi, cứ ngồi đấy. Đây, mình có kế hoạch này hơi bị hay. Hai, cầm lấy. Vâng, em biết rồi ạ. Anh em vào mua chân gà. Ôi. Ui, quả chân gà thật là có tấm lòng nhân hậu. Ủng hộ người nghèo cơ đấy. À vâng, em chưa làm việc tốt mà anh mua bao nhiêu thế ạ? Tôi định mua một suất. Nhưng mà thôi, hệ quán có tấm lòng nhân hậu, tôi mua hết cả chỗ này cho công ty. Nhưng mà anh này có được ủng hộ thật không đây? Dạ vâng, bọn em sẽ trích 50% tiền lợi nhuận để ủng hộ cho người nghèo. Ok, gửi hết cho tôi đi. Đây anh ơi, em gửi anh. Úi dồi ôi, có tặng ăn xin vào mình phát tài luôn. Làm hàng mới thôi. Ê thằng ăn xin. Đi đâu vậy nhở? Lạ thật đấy. Đang làm ăn tốt. Anh ơi khoan đã. Hả? Anh đừng ăn cái chân gà này. Chân gà này bẩn lắm. Sao bạn biết? Đây này, em có quay được ông chủ quán có hành vi làm lấy thực phẩm bẩn để làm chân gà ấy này. Trời ơi kinh thế. Anh ơi, anh giúp em giữ lại chỗ này. Mình sẽ làm tang chứng vật chứng để cho lên công an bắt cái tên này mới được. Được. Bác bảo vệ với ở khu em ăn mấy suất chân gà làm nào. Chúng tôi không đến đây để ăn. Chúng tôi đến đây để mời anh lên phường đấy. Hai bác cháu này nói gì nhở? Anh không nhận ra tôi à? Tôi chính là một vị khách và cũng là người ăn xin hôm qua đây. Tôi đã quay lại hết được bằng chứng. Anh tẩy sạch chân gà mốc thành chân gà bình thường rồi. Xem đây. Hóa ra là mày. Thôi, không nói nhiều nữa. Mời anh theo chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Ồ thưa bác, bác từ từ vào đây nói chuyện tí. Cháu có món quà cho bác. Cậu buôn bán ở khu phố này, dám làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Chân gà mốc xanh đấy còn dám tẩy để bán cho người khác. Toàn trẻ em và phụ nữ ăn. Cậu có biết hệ lụy như thế nào không? Mời cậu lên phường đi. Con biết bây giờ mẹ chớ tin con. Các bạn ơi, bây giờ thực phẩm bẩn rất nhiều. Các bạn khi mà đi ăn ở ngoài nhớ phải chọn được nơi thật uy tín và có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng nha các bạn. Đừng để bị đau bụng như tụi mình nha. Bốn mắt, sao lại giấu bài kiểm tra không điểm dưới gầm giường này? Định giấu mẹ à? Ra đây mẹ cho ăn đòn. Con chừa rồi mẹ ơi.